tại sao các bạn nên cẩn thận với là những cái review ở trên TikTok. Đây là một cái chánh hoa mà nó có rất là nhiều tranh cãi là cái mùi hương của nó liệu mà nó có thật sự ngon hay không. Có người khen cái chai nước hoa này, cũng có những cái người chê cái chai nước hoa này nữa. Nhưng mà mình không có khuyên các bạn là mua cái chai nước hoa này. Hello chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình thì đây là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa và chi tiết những cá nhân của mình để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Và đối với là các bạn nữ ít sử dụng nước hoa hoặc là có nỗi sợ khi mà sử dụng nước hoa những cái mùi hương nó nồng nó đậm, có thể bạn sẽ cảm thấy khó chịu hoặc là bạn sợ sẽ gây khó chịu với là những người xung quanh khi mà họ ở gần bạn, và các bạn chỉ muốn cái mùi hương nó nhẹ nhàng, nó thoang thoảng thôi, cái mùi hương nó không quá đậm nhưng mà bạn vẫn có thể ngửi được cái mùi hương đó. Và đối với là những cái bạn như vậy thì khả năng cao là các bạn sẽ thích những cái mùi hương nó musky, mùi hương kiểu da thịt, cái mùi hương nó nhẹ nhàng thôi nhưng mà nó vẫn đủ sức gây được sự quyến rũ. Mà trong nước hoa người ta thường có một câu đó chính là your skin but better. Những chai có thiên hướng da thịt có thể kể đến giống như là nó là perfume của Julia Haskell này, chai na trắng nè, mà gần đây có sẽ có nổi lên một cái chai nữa, đó chính là cái chai Closier You này. Chai nước hoa này khoảng thời gian trước đây mình thấy nó khá là nổi trên TikTok, còn bây giờ còn có nổi hay không thì mình không có biết. Đây cũng là một cái mùi hương đi theo thiên hướng kiểu da thịt nữa, nhưng mà nó có quyến rũ hay không thì mình sẽ giải thích cho các bạn trong cái video này, cũng như là giải thích lý do tại sao mà các bạn thấy ở cái màn hình thumbnail là các bạn không nên tin vào các review ở trên TikTok. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay và giúp ích cho các bạn thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp theo nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Về phần thiết kế của cái chai Closier You này thì nó cũng khá là đơn giản. Cái thân chai thì nó sẽ có một cái màu hồng nhạt hay là màu hồng phấn gì đó, mình không rõ là màu hồng nào. Các bạn nữ nào mà biết đó chính xác là màu hồng nào thì có thể comment cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Cái nắp chai thì nó có màu đỏ, và mình khi mà mình xem những cái video mà mở hộp của cái chai nước hoa này á thì cái nắp chai nó cũng khá là chắc, nó khá là ôm vào cái vòi xịt. Và ở trên cái phần thân chai nó cũng được thiết kế một cái vị trí lõm vào nữa. Mình nghĩ họ thiết kế như vậy là để cho các bạn nữ mà tay nhỏ, khi mà các bạn cầm á, cái ngón cái của bạn sẽ đặt vào cái vị trí lõm đó, khi mà các bạn cầm chai nước hoa nó sẽ bám tay hơn. Và trên website á, khi mà mình đọc á, thì họ cũng có nói là họ cố tình tạo cái khuyết như vậy để khi mà các bạn cầm hoặc là các bạn sử dụng chai nước hoa nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Maybe ý nghĩa ở đây đó chính là cái chai nước hoa này nó không thể nào hoàn chỉnh khi mà nó thiếu bạn được. Còn về dung tích size thì cái chai Closier You này nó có 3 size. Size lớn nhất là 100ml, sau đó là 50ml. Nó có cái dạng travel size 8ml nữa. Và đối với là các bạn nào mà yêu thích sử dụng những cái đồ mà thân thiện với lại môi trường á, thì cái hộp đựng của cái chai Closier You này á, nó cũng được làm bằng giấy tái chế để có thể tái sử dụng lại và thân thiện với lại môi trường. Và đó là một chút thông tin về cái thiết kế cũng như là dung tích size của cái chai Closier You này. Ở cái chai nước hoa này á, thì nó được hai perfumer của công ty Fremenic, đó chính là ông Frank Focal với lại Dora Parrish. Thì dành cho các bạn nào mà không biết công ty Fremenic là gì á, thì đó là một công ty cũng của Thụy Sĩ về ngành hương liệu nước hoa. Nó giống như công ty Chubodan mà trong một số video gần đây mình có chia sẻ. Và ở trong hai perfumer này á, thì mình thấy nổi bật nhất chính là ông Frank Focal. Mình sẽ chia sẻ một chút thông tin về cái ông Frank Focal này. Bởi vì cái ông Frank Focal này á, ổng làm ra rất là nhiều chai nước hoa khá là nổi tiếng mà ở Việt Nam cũng có rất là nhiều người biết đến. Ví dụ như là cái chai Le Labo Santo Bamba á, những chai nước hoa của nhà Le Labo khác như là chai The No 29 nè, hay là chai Chilean 49. Tuy nhiên á, nếu mà chỉ nói về cái chai của nhà Le Labo thôi á, thì thật sự mình không có đủ sức thu hút mình đâu. Tại vì những cái chai nước hoa của nhà Le Labo thì không hẳn là mình thích cho lắm. Tuy nhiên á, thì ông Frank Focal này ông cũng có hợp tác với lại một thương hiệu nữa, đó chính là thương hiệu Emilio Jurgen nhà. Những cái chai nước hoa mà ông Frank Focal này ông hợp tác để làm ra có thể kể đến giống như là cái chai Indonesian Wood này, hay là cái chai Florentine Iris, và một số chai khác nữa của nhà Jurgen nhà. Và những cái chai của nhà Jurgen nhà dòng Eau de Toilette này á, là những cái chai mà mình khá là thích. Tuy nhiên những cái dòng mà Eau de Parfum thì không hẳn là mình thích cho lắm. Từ lúc mà nó ra mắt mình không thấy là nó thật sự thu hút mình. Và cái ông Frank Focal này á, ông chỉ làm nước hoa cho dòng Eau de Toilette của Jurgen nhà thôi. Cái dòng Eau de Parfum thì ông không có làm. Và đáng tiếc á, là những cái chai mà thuộc dòng Eau de Toilette như thế này á, thì nó đã bị ngừng sản xuất rồi. Và đây là cái điều mình muốn nói, mình biết ổng làm những cái chai nước hoa mà mình rất yêu thích của nhà Jurgen nhà. Và khi mà mình đọc về cái chai Closier You này á, thì mình thấy ổng làm. Cho nên á, là mình khá là tò mò, mình muốn biết á, là cái mùi hương này nó như thế nào. Và đó là sơ lược qua một chút về perfumer của cái chai Closier You này. Mình muốn cho các bạn biết để khi mà mình nói về cái mùi hương các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Về phần mùi hương của chai Closier You này á, thì khi mà mở đầu á, mình cảm nhận được cái mùi nó khá là thu hút của tiêu. Sau đó thì khi mà quá trình nó dry down á, mình có ngửi được cái mùi của hoa diên vĩ nữa, nhưng mà mình không có ngửi rõ được cho lắm.
Ở giai đoạn sau cái mùi hương này thì nó có Ambrosyn với lại Ambrette. Cái mùi hương nó sẽ thiên hướng nó hơi woody. Cái mùi Ambrette nó giống như là cái mùi của xạ hương vậy, nhưng mà nó không phải là xạ hương trắng, nó thể thiên hướng hơi woody, hơi gỗ một chút. Và đúng là ở cái mùi hương này khi mà mình trải nghiệm thì mình cảm nhận được nó thiên hướng gỗ nhiều hơn. Khi mà mình xịt nó ở trên da của mình thì đúng là mình thấy được cái mùi hương gỗ nhiều hơn, mình không có cảm nhận được cái mùi mà phấn phấn của hoa diên vĩ. Và đây cũng là cái lý do mà muốn chia sẻ về cái ông Frank Focal này. Đó là những cái chai nước hoa mà của ông Frank Focal này ông làm trước đây, ví dụ như là cái chai Central Bamba nè, hay là chai The No 29, rồi cái chai Indonesian Wood mà của nhà Zen Nhà nữa. Thì đó là những chai nước hoa mà nó có thiên hướng gỗ. Ông này gần như là ông làm những chai nước hoa có thiên hướng gỗ khá là nhiều. Và trong cái chai Closer You này cũng như vậy. Đó là các bạn nào mà muốn trải nghiệm thử cái hương nét gỗ ở trong cái chai Closer You này á, thì một cái chai mà mình nghĩ các bạn có thể dễ tìm kiếm đó chính là cái chai Santo Bamba của Le Labo á. Bởi vì những cái chai của Zen Nhà thì nó đã bị ngừng sản xuất rồi. Và đúng là khi mà mình ngửi cái mùi hương Closer You này á, thì mình thấy cái nét gỗ nó cũng khá là giống cái nét gỗ trong cái chai Le Labo Santo Bamba nữa. Nhưng mà mình chỉ nói là cái nét gỗ thôi nha, chứ không hẳn là toàn bộ cái mùi hương của chai Closer You này đâu. Mình chỉ cảm nhận được thấy nó giống khi mà mình mới ngửi cái mùi hương này thôi. Còn tổng thể ở cái mùi hương này thì mình thấy nó giống ở hai chai nước hoa, đó chính là chai Not a Perfume của Juliet Hasgen với là chai Fleurable của Diptyque, mà mình thấy nó giống cái chai Fleurable của Diptyque hơn. Bởi vì ở trong cái chai Fleurable thì nó có hầu hết tất cả các nốt hương trong cái chai Closer You này luôn. Và nếu nói thì cái chai Closer You này nó là một cái phiên bản nhẹ nhàng và tối giản hơn của cái chai Fleurable thì cũng đúng nữa. Và tuy nhiên mặc dù mình nói cái mùi hương này trên da mình nó thiên hướng gỗ hơn thật, mình ngửi được rất là nhiều cái nét gỗ ở trong cái mùi hương này khi mà ngửi ở trên da của mình. Tuy nhiên thì có thể trên người đối với là các bạn nữ khi mà sử dụng thì cái mùi hương này nó sẽ thiên hướng, nó có cái mùi phấn nhiều hơn. Khi mà mình đọc cái mùi hương này ở trên những trang cộng đồng về nước hoa thì có một số bạn nữ bạn có chia sẻ là khi mà các bạn sử dụng cái mùi hương này thì trên da của bạn, bạn sẽ ngửi được cái mùi phấn của hoa diên vĩ nó nhiều hơn. Nó không phải là một cái mùi hương mà kiểu Ambrosyn, nó hơi woody và một chút kiểu cái mùi của xạ hương mà nó hơi gỗ gỗ. Nó gọi là cây nhũ gì đó, mình không nhớ tên. Và mặc dù cái mùi hương này nó thiên nữ tính, nhưng mà khi mà ở trên da mình mình ngửi được cái mùi hương gỗ nó khá là rõ. Cho nên là đối với mình thì cái mùi hương này nó thiên hướng là unisex. Tuy nhiên mình còn nghĩ là cái mùi hương này nó có thể phản ứng tùy vào da của mỗi người nữa. Cho nên là đối với là các bạn nào mà đang yêu thích hay là đang hứng thú với cái chai nước hoa này thì mình nghĩ là các bạn nên thử mùi trước, thay vì là mua chai full ngay lập tức. Độ lưu hương của chai nước hoa này thì nó khoảng từ 5 đến 6 tiếng. Tầm tiếng thứ 5, thứ 6 thì nó ở dạng là skin scent. Bạn phải ngửi gần cái vị trí mà bạn xịt thì bạn mới cảm nhận được cái mùi hương này. Còn tỏa hương thì nó cũng khoảng nửa cánh tay quay đầu thôi. Đó là cái mùi hương mà dạng musky da thịt này thì nó không hẳn là tỏa hương xa đâu. Đến với phần đánh giá của cái chai Closet You này thì mình có thích nó hay không? Thì câu trả lời đó là có, mình có thích cái mùi hương này. Và cái lý do mà mình thích cái mùi hương này không phải là cái mùi hương này nó thu hút hay là nó tạo cái sự khác biệt gì cả, mà đúng là nó cũng có sự thu hút thật. Ở cái giai đoạn mở đầu mình có ngửi được cái nét tiêu thì cái nét tiêu mà ở giai đoạn mở đầu nó khá là thu hút mình. Tuy nhiên nó không phải là lý do chính. Cái lý do chính mà mình thích cái mùi hương này là bởi vì cái mùi hương này nó đơn giản và nhẹ nhàng như vậy thôi. Đôi khi những hôm mà mình ở nhà hay là những lúc mà mình trước khi mình đi ngủ, đôi khi mình cũng muốn xịt một chút nước hoa nữa. Nhưng mà xài những cái mùi hương mà nó đậm quá thì nó sẽ gây khó ngủ. Còn những cái mùi hương mà nó thiên hướng mát quá thì nó cũng gây cái sự hưng phấn và nó cũng gây khó ngủ luôn. Còn cái mùi hương này thì nó khá là nhẹ nhàng, có lúc thì mình ngửi được cái mùi hương này, có lúc thì không. Nó khá là đơn giản và dễ chịu nữa. Thật sự là mình không có biết tới cái chai Closer You này cho đến thời điểm mà nó hot ở trên TikTok. Và khi mà mình xem những cái kênh ở nước ngoài á thì mình cũng không có thấy nói về cái chai Closer You này nhiều. Đó là những cái kênh mà nó nói về những cái sản phẩm mà beauty hay là skincare thì họ có nhắc tới cái chai Closer You này, tại vì cái thương hiệu Closer You nó là một cái thương hiệu mỹ phẩm đến từ Mỹ. Còn những cái kênh mà chuyên nói về những nước hoa thì mình không thấy nhắc tới cái chai nước hoa này. Còn những nhu cầu mà có thể sử dụng cái mùi hương này thì nó cũng dễ sử dụng lắm, bạn có thể sử dụng hàng ngày cũng được. Tuy nhiên nếu bạn dùng đi làm thì cái mùi hương nó sẽ lưu hơi kém, đôi khi các bạn phải xịt dặm lại vào buổi trưa chẳng hạn. Còn những nhu cầu khác như là bạn ở nhà bạn làm việc nhẹ nhàng nè, hay là lúc mà bạn thư giãn, bạn nghe nhạc, bạn đọc sách,
hay là thậm chí là trước khi đi ngủ bạn cũng có thể sử dụng cái mùi hương này được. Đặc biệt là đối với là các bạn nữ mà trước khi đi ngủ các bạn muốn có một cái mùi hương nó nhẹ nhàng quyến rũ để làm cái gì đó thì đây là một cái sự lựa chọn mà các bạn có thể thử qua. Đặc biệt là lúc mà các bạn nữ tắm xong á thì trên cơ thể của các bạn cũng sẽ có vài mùi hương, ví dụ như là mùi của dầu gội đầu nè, hay là mùi của lotion á, đặc biệt là lotion. Đôi khi các bạn dùng lotion á thì nó sẽ kéo dài cái thời gian lưu hương của cái chai nước hoa này thêm một chút nữa. Mặc dù là mình thích cái mùi hương này thật nhưng mà mình không có khuyên các bạn là mua cái chai nước hoa này, cũng như là giải thích luôn cái câu hỏi ở đầu video là tại sao các bạn nên cẩn thận với là những cái review ở trên TikTok. Nếu như các bạn search chai nước hoa này ở trên TikTok thì các bạn sẽ thấy rất là nhiều video nói về cái chai nước hoa này, có người khen cái chai nước hoa này, cũng có những cái người chê cái chai nước hoa này nữa, bởi vì họ không có ngửi được cái mùi hương này hay là họ cảm thấy cái mùi hương này nó nhạt nhẽo. Ở đây mình không có phê phán là ai đúng ai sai cả. Tuy nhiên đứng ở góc nhìn là người mua hàng thì khi mà các bạn xem những cái video như vậy các bạn sẽ cảm thấy khá là rối, các bạn không biết tính ai, ai mới là người nói đúng. Đặc biệt là cái thời điểm mà cái chai nước hoa này nó hot ở trên TikTok thì có rất là nhiều người làm cái video về cái chai nước hoa này luôn. Đây là một cái chai nước hoa mà nó có rất là nhiều tranh cãi là cái mùi hương của nó liệu nó có thật sự ngon hay không. Và cái ý mình khuyên các bạn nên cẩn thận ở đây đó chính là các bạn nên thử cái mùi hương này trước. Bởi vì như mình đã nói thì cái mùi hương này nó có thể phản ứng theo da của mỗi người nữa, trên da của mọi người nó sẽ khác nhau. Có thể các bạn sử dụng các bạn sẽ cảm thấy thích, nhưng mà lỡ biết đâu bạn không thích giống như những cái người chơi cái chai nước hoa này thì sao. Cho nên các bạn đừng vội mua mà thử trước thì nó cũng không có muộn đâu, lỡ đâu các bạn xài mà nó không thật sự hợp với là các bạn thì nó cũng đáng tiếc lắm. Và đó là một chút chia sẻ về trên quay đề của mình về cái chai Cosia You này. Đối với phần chấm điểm thì cái nét đặc biệt mình chấm nó ở mức là 3.5/5 điểm. Cái mùi hương này mình có thích nó thật, nhưng mà nếu nói cái mùi hương này nó hay hay là nó mới mẻ thì không hẳn là mình thấy cái mùi hương này nó mới mẻ đâu. Về độ đa dụng thì mình sẽ chấm nó ở mức là 3/5 điểm. Cái mùi hương này nó dễ dùng thật, nhưng mà không phải thời điểm nào bạn cũng phải sử dụng nó được. Độ lưu hương thì nó lưu khoảng 5 gần 6 tiếng thôi, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 3/5 điểm. Còn tỏa hương thì mình thấy nó tỏa hương cũng không phải gọi là quá xa, khoảng nửa cánh tay à, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 2.5/5 điểm. Còn về giá tiền thì giá cho chai 100ml là 112 đô Mỹ. Ở cái giá này thì mình thấy nó cũng không phải gọi là quá mắc, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 4.5 điểm. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này là 3.2/5 điểm. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ cho các bạn cái chai Cosia You này. Các bạn nghĩ sao về cái mùi hương này? Các bạn đã ngửi qua cái mùi hương này chưa? Và các bạn nghĩ sao về cái mùi hương này thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này hay và giúp ích cho các bạn thì hãy để cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nữa nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới vào tối thứ bảy mỗi tuần. Nếu mình có thêm thời gian thì mình sẽ cho thêm một video vào thứ tư nữa, cho nên các bạn không bỏ lỡ đâu.